Liên tục thời sự tối nay mời quý vị cùng theo dõi bản tin thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm nay tại bang Maryland, Mỹ đã diễn ra hội nghị tham vấn Bộ trưởng Mỹ Úc thường niên lần thứ 34, Osmin. Hội nghị có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Osmin là diễn đàn chiến lược hàng đầu của Mỹ Úc đặt ra định hướng chiến lược cho liên minh và quan hệ đối tác song phương nhằm xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng, Trung Quốc, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược ở Thái Bình Dương và dự án tàu ngầm hạt nhân AUKUS sẽ là trọng tâm của hội nghị lần này. Trước thêm sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Úc đã có cuộc gặp riêng, trong đó Bộ trưởng Richard Marles đề cao vai trò ngày càng mở rộng của lực lượng luân phiên thủy quân lục chiến Mỹ ở Úc. Chúng tôi đang thấy thế trận lực lượng của Mỹ tại Úc tăng trưởng thực sự đáng kể. AUKUS là một phần trong đó, nhưng không phải là duy nhất. Theo thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ AUKUS, Mỹ sẽ bán 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc vào thập kỷ tới. Ngoại trưởng Úc Benny Kwon cho biết, bất chấp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đều ủng hộ dự án tàu ngầm nói trên. Các nhà lãnh đạo sinh viên biểu tình ở Bangladesh đã yêu cầu giải tán quốc hội và cảnh báo một chương trình nghiêm ngặt sẽ được đưa ra. Nếu yêu cầu về thời hạn của họ không được đáp ứng, tuyên bố được đưa ra hôm nay, một ngày sau khi thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và bỏ trốn khỏi đất nước. Trong video trên Facebook, thủ lĩnh sinh viên yêu cầu quốc hội giải tán trước 15 giờ theo giờ địa phương, tức 16 giờ theo giờ Việt Nam, đồng thời yêu cầu sinh viên sẵn sàng nếu quốc hội không giải tán đúng thời hạn này. Trước đó, vào đầu ngày hôm qua thì người biểu tình Bangladesh đã xông vào dinh thự chính thức của thủ tướng Sheikh Hasina ở thủ đô Dhaka. Vài giờ sau, đại diện quân đội thông báo một chính phủ lâm thời đã được thành lập, đồng thời yêu cầu chấm dứt bạo lực trên toàn quốc. Sau nhiều tháng biểu tình với hàng trăm người đã thiệt mạng, người biểu tình chống chính phủ Bangladesh đã đạt được những gì họ muốn. Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức và chạy khỏi đất nước. Tổng tư lệnh quân đội tướng Waker Uzzaman tuyên bố, đất nước đã phải chịu nhiều đau khổ, nền kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều người đã thiệt mạng, đã đến lúc chấm dứt bạo lực. Tôi hy vọng sau bài phát biểu của tôi, tình hình sẽ được cải thiện. Bất chấp lệnh giới nghiêm của quân đội trên toàn quốc, hàng ngàn người vẫn xuống đường, trong đó hàng trăm người đã xông qua cổng dinh thự chính thức của Thủ tướng Hasina. Đứng trong dinh thự chính thức của Thủ tướng, chúng tôi tự hào tuyên bố chế độ chuyên quyền đã đến lúc kết thúc. Hasina là thủ tướng tại vị lâu nhất của Bangladesh. Người biểu tình cáo buộc chính phủ của bà nên lạm dụng các thể chế nhà nước và sử dụng bạo lực chết người đối với các nhà hoạt động đối lập để duy trì quyền lực, điều bị chính quyền Bangladesh phủ nhận. Người biểu tình cũng đập phá tượng của cha bà Hasini, của lãnh đạo Sheikh Musibus Rahman, người đã lãnh đạo Bangladesh giành độc lập và bị ám sát trong một cuộc đảo chính quân sự. Trong nhiều thập kỷ qua, đảng chính trị của ông Rahman, liên đoàn Aquami đã được hưởng lợi nhờ công lao trên. Theo đó, những người tham gia đấu tranh giành độc lập và gia đình của họ được hưởng hạn ngạch việc làm của chính phủ. Việc tái áp dụng hạn ngạch trên vốn đã bị hủy bỏ là nguyên nhân chăm ngòi cho các cuộc biểu tình chết người của sinh viên. Với sự ra đi của Thủ tướng Hasina, người biểu tình hy vọng sẽ thấy một kỷ nguyên mới với những cải cách lâu dài. Chúng tôi không muốn một chính quyền quân sự. Những gì chúng tôi cần là một hiến chương dân sự. Chúng tôi cần một chính phủ dân sự. Quân đội Bangladesh đã cam kết mở cuộc điều tra về việc đàn áp người biểu tình, trong khi đó một nhóm gồm 21 người nổi tiếng, gồm các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư, đã kêu gọi chính quyền lâm thời thực hiện các biện pháp giải quyết nguyên nhân gây ra sự bất mãn của công chúng, dẫn đến việc lật đổ Thủ tướng Hasina. Quân đội Israel đã đề xuất tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào phong trào Hezbollah ở Liban giữa lo ngại ngày càng tăng về việc Iran và Hezbollah sẽ tấn công Israel để trả đũa hai vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hamas và Hezbollah mới đây. Tờ Jerusalem đưa tin, các sĩ quan cấp cao Israel đã đề xuất kế hoạch tấn công trên với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Đề xuất đang được xem xét nhưng chưa được giới chính trị chấp nhận. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu chưa bình luận về thông tin này. Người phát ngôn chính phủ David Mencher cho biết, Israel đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi biết cách đối phó với Iran và chúng tôi cũng có nhiều cách để chống lại nước này. Các cách này sẽ bao gồm các biện pháp phòng thủ và tấn công, và chúng tôi đã sẵn sàng. Trong động thái mới nhất từ Iran, Ngoại trưởng Nasser Kanani tuyên bố Iran không muốn leo thang căng thẳng trong khu vực, nhưng có quyền trừng phạt Israel. Hôm nay, chính quyền thành phố Hiroshima, Nhật Bản tưởng niệm 79 năm thành phố này hứng chịu bơm nguyên tử do Mỹ thả xuống trong Thế chiến thứ hai. Buổi lễ diễn ra ở công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima với khoảng 50.000 người tham dự, gồm những người sống sót và gia đình nạn nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và đại diện 109 quốc gia. Tại buổi lễ, thị trưởng Hiroshima Matsui Kajumi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới loại bỏ vũ khí hạt nhân. Chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chắc chắn một ngày nào đó chúng sẽ lại được sử dụng. Sự đoàn kết của chúng ta sẽ thúc đẩy các nhà lãnh đạo đang dựa vào khả năng răng đe hạt nhân để thay đổi chính sách của họ. Đúng ngày này, cách đây 79 năm, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, giết chết khoảng 140.000 người. Ba ngày sau, Mỹ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki, khiến thêm hàng trăm ngàn người khác thiệt mạng và để lại nhiều di chứng nặng nề cho những người sống sót ông mikhail bololiak cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống ukraine thừa nhận quân đội nước này đã mệt mỏi vì cuộc chiến với nga kéo dài ông Podolyak nói rằng bất kỳ cuộc chiến kéo dài nào cũng như bất kỳ cuộc khủng hoảng kéo dài nào đều gây ra những thay đổi trong tâm trạng mọi người đã mệt mỏi và điều đó vô cùng tiêu cực ông Podolyak cũng lưu ý ukraine đang thiếu vũ khí và nguồn lực cuối tháng trước ông cho biết ukraine sẵn sàng đàm phán với nga nhưng đàm phán phải diễn ra với các điều kiện dựa trên khái niệm luật pháp quốc tế Tổng thống Nga đã nêu các điều kiện để ngừng bắn và đàm phán về việc Ukraine rút quân khỏi một số khu vực. Kiev xem những điều kiện của Moscow là tối hậu thư. Thưa quý vị, vào thời điểm binh sĩ Ukraine đã mệt mỏi với cuộc chiến và sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng F-16 đã đến Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky xem chiến đấu cơ này là kẻ thay đổi cuộc chơi và kỳ vọng sẽ cho Kiev cơ hội phá vỡ sự thống trị của Nga với không phận Ukraine. Tuy nhiên thì việc giữ an toàn cho F16 là ưu tiên hàng đầu và không phải ai cũng tin đây sẽ là kẻ thay đổi cuộc chơi. Ukraine chưa xác nhận điểm đến của F-16, nhưng các chuyên gia cho rằng một căn cứ không quân ở phía tây Ukraine là địa điểm lý tưởng. Căn cứ Tadokonstantinov nằm giữa Kiev và Elvik là nơi đóng quân của lữ đoàn không quân chiến thuật thứ bảy của Ukraine và với các hầm trú ẩn ngầm thời Liên Xô cũ. Đây là lựa chọn hợp lý nhưng tại Tarokon Stantinov, người dân đánh giá cao mọi sự hỗ trợ của nước ngoài dành cho Ukraine, nhưng họ lo sợ bị rơi vào tầm ngắm của Moscow. Tập trung các loại vũ khí công suất lớn như vậy vào một nơi có nghĩa là họ sẽ tìm cách phá hủy những vũ khí này. Vì vậy, với chúng tôi, cư dân của thị trấn, đây là yếu tố rủi ro cao. Chúng tôi rất lo lắng. Taro Konstantinov đã chứng kiến cơn thịnh nộ của Nga trong cuộc xung đột, Tháng 8 năm 2023, Ukraine cho biết Moscow đã ném bom vào một nhà kho chứa ngu trong khu vực. Và mới đây là vào giữa tháng 7, Kiev tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa hành trình của Nga và 11 máy bay không người lái. Lực lượng phòng không trong khu vực cho biết Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong tháng qua để cố gắng tìm ra điểm yếu của Ukraine và để thử nghiệm các kỹ thuật mới. Ông Anatoly, chỉ huy lữ đoàn phòng không Ukraine, cho biết Hiện tại, họ đang tăng lượng thuốc nổ trên máy bay không người lái của mình. Họ đang hiện đại hóa tên lửa hành trình của họ bằng các loại đạn phân mảnh có thể gây hư hại cho xe bọc thép hạng nhẹ. Nhưng không phải ai cũng tin rằng máy bay F-16 có thể xây chuyển tình thế trong cuộc chiến này. Chuyên gia quân sự Brent Lesquick giải thích. Tôi nghĩ rất khó có khả năng Ukraine sẽ sử dụng F-16, hoặc nếu có thì cũng rất hiếm, vì mất nhiều thời gian để tích hợp các hệ thống cần thiết và đặc biệt là để xuyên thủng hệ thống phòng không cực kỳ mạnh mẽ của Nga. Vì vậy, Ukraine có thêm một quân bài để đấu, nhưng chúng không mang tính quyết định hoặc không phải là kẻ thay đổi cuộc chơi. Dù là vậy, ít nhất F-16 cũng sẽ cho Ukraine cơ hội để thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Thưa quý vị, gần một thập kỷ qua, Pakistan tìm cách phục hồi nền kinh tế khó khăn của nước này thông qua dự án hành lang kinh tế với Trung Quốc CBEC. Dự án trị giá 54 tỷ đô la Mỹ này được khởi động từ năm 2015, nhưng nay đang phải đối mặt với những thách thức về an ninh và chính trị trong khu vực. CBEC là dự án mạng lưới cơ sở hạ tầng dài 3.000 km bắt đầu từ khu tự trị Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc đến thành phố Quanda, Tỉnh Balochistan của Pakistan, CBEC là dự án mang tính biểu tượng trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Dự án bao gồm xây dựng một cảng nước sâu tại Quanda và một tuyến đường bộ và đường sắt từ cảng này đến Tân Cương, nhằm thúc đẩy thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc. Dự án giúp Pakistan khắc phục tình trạng thiếu điện phát triển cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa mạng lưới giao thông. Tuy nhiên, từ năm 2022, Pakistan đã ghi nhận các vụ tấn công bạo lực gia tăng, điều mà Trung Quốc cho là đe dọa các dự án thuộc CBEC. Quân đội Pakistan phủ nhận các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến các dự án hoặc lợi ích của Trung Quốc. Chuẩn tướng Ham Shawar khẳng định, đã có quan niệm sai lầm rằng các nhà đầu tư nước ngoài muốn tước đoạt tài nguyên thiên nhiên địa phương của cộng đồng người Palot thông qua các dự án như CBSC. Đây là động cơ chính đằng sau các mối đe dọa an ninh. Dù vậy, chính quyền Pakistan đã cho tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ công dân Trung Quốc tại nước này. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Hassan Ebon cho biết, Chúng tôi đã thành lập một lực lượng đặc biệt gồm hơn 11.000 nhân viên an ninh chuyên đảm bảo an ninh cho các dự án CBSC. Chúng tôi cũng tăng cường cảnh sát, lực lượng vũ trang dân sự và chúng tôi đang bảo vệ an ninh tại các khu vực mà người Trung Quốc làm việc. Giới phân tích cho rằng, việc cải thiện an ninh sẽ xoa dịu nỗi lo về khả năng tồn tại của cảng Quada và các dự án khác thuộc CBEC, cũng như khuyến khích sự trở lại rất cần thiết của khoản đầu tư. Ông Shakel Ama tại Viện Văn minh Sinh thái châu Á nhận định, sẽ mất thời gian để phát huy hết tiềm năng của cảng Quada, nhiều quốc gia đã thể hiện sự quan tâm đầu tư vào đây. Việc cải thiện an ninh cũng sẽ mang lại hy vọng cho người dân Quada nói riêng và Pakistan nói chung khi nước này nỗ lực ổn định chính trị và kinh tế sau thời gian dài bất ổn